Chào mừng các bạn đến với Tâm Fashion. Hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách cắt một cái quần mà với không số lớn hơn, thì đây là kinh nghiệm thôi, chứ còn cũng không cắt hẳn một cái quần đâu. Mình hướng dẫn ở phía trên để cho các bạn hình dung được cách cắt một cái quần với không số lớn. Thì như các bạn đã biết, các bạn cắt thì với một cái người ấy thì nó có không số khác nhau. Có người mập thì không số sẽ to hơn, còn cái người nào mà gầy nhom ấy thì lại nhỏ xíu à. Vì thế cho nên là khi các bạn cắt thì đối với không số size M ấy, thì các bạn nhớ là khi các bạn cắt thì đối với không số mà với size M thì nó rất là chuẩn. Hoặc là những người mà có cái số đo M nó rất là dễ mặc, nhưng mà với số đo lớn hơn thì các bạn khó mặc lắm. Cho nên hôm nay mình hướng dẫn theo một số đo mà cái bạn kia gửi tới. Thì ví dụ các bạn nhìn này, đối với không số size M thì các bạn nhìn thấy cái thân quần nó rất là dễ thương đúng không ạ? Nó nhỏ xíu như thế này, nó gọn như thế này. Sau đó là cái phần đằng sau mông ấy mà các bạn đặt lên ấy thì nó cũng như thế này luôn. Thấy không ạ? Đó, các bạn nhìn thấy nó tương đối, nhìn nó rất là dễ coi này, đúng không ạ? Từ trên cái đầu này các bạn thấy là mình đánh xuống cong so với phần thân sau này. Đó, nó đi theo cong như thế này, đúng không các bạn? Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, thì nó sẽ được cong như thế này thì nhìn nó rất là đẹp. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn theo một cái rập khác mà các bạn thấy nó được to hơn nhá. Và bây giờ các bạn nhìn cho mình, với cái không số mà mình hướng dẫn cho các bạn bây giờ nó chính là cái số như sau. Cái mông này này thì các bạn gửi đến cho mình là mông 104 cm, đúng không ạ? Tiếp đến cái phần trên lưng này là lưng 88 cm. Đấy. Và cái phần đùi ấy thì đùi là 59, có thể là 59 hoặc 60 cm. Vậy thì cái đùi người ta gửi tới 59 thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt theo cái đùi 59. Còn nó si du một xíu thì tự các bạn phải biết cách để các bạn cắt theo cách mình hướng dẫn như sau. Đầu tiên là với không số vòng mông này thì các bạn sẽ thấy là phần hạ mông này các bạn sẽ hạ cho mình như sau. Nếu các bạn mặc cái lưng cao thì các bạn giữ nguyên cái phần 1/4 của nó. Ví dụ 104 này, 1/4 của nó chính là 26 cm, đúng không ạ? Vậy thì nếu các bạn mặc đáy dài, mặc quần đáy dài nhá, thì các bạn sẽ giữ nguyên cái phần này cho mình. Đấy. Và nếu mà các bạn mặc đáy ngắn thì 26 này của 1/4 đây này, đó, chia cho 4 đây này, đúng không ạ? Thì nó bằng 26 thì các bạn mặc đáy ngắn sẽ trừ bớt đi cho mình từ 2 cho tới 3 cm. Đấy, để cho nó được cái phần hạ đáy này là các bạn mặc sẽ đẹp. Và các bạn lưu ý là nếu mình thấp nùn ấy thì chúng ta cũng lấy tương đối là trừ 2, trừ 3 hoặc là trừ 4 cho mình. Đó, nếu mà các bạn thấp nhá, với số đo này mà các bạn bị thấp thì có thể trừ 4 được. Có nghĩa là 26 này trừ 4 sẽ bằng 22. Nhưng mà đối với những người thấp nhá, thấp mà mặc đáy cho nó tương đối ấy, còn nếu mà trung bình thì cứ là trừ 2 hoặc trừ đi 3 đối với cái không số bình thường. Còn nếu muốn mặc dài thì giữ nguyên không số là 26. Và các bạn nhớ là khi mình hạ đáy như thế này ấy thì cái phần lưng ở phía trên là khoảng 3,5 cm, là cái phần lưng phía trên đây này là mình đã được trừ ra rồi. Đấy, các bạn hình dung ạ. Vậy thì có nghĩa là ví dụ đi 26 này mà của 1/4 lưng này, của 1/4 mông, 26 của 1/4 mông là 104. Nếu các bạn giữ nguyên, đúng không ạ, thì 26 cộng thêm 3,5 cm nâng ở trên này này, nó sẽ là 29,5. Đối với những người cao, đúng không ạ, cao đấy, mình đã nói là cao thì giữ nguyên cái phần này. Cao và mặc nâng cao nữa thì chúng ta mới giữ nguyên cái không số này. Còn không bắt buộc phải trừ đi là 2 hoặc 3 thì nó mới ngắn cái đáy này cho chúng ta mặc. Thì nó ngắn một xíu chúng ta sẽ mặc dễ hơn. Đấy, còn ngắn hơn nữa chúng ta có thể lấy là trừ đi 4 ở đây này. Đấy, trừ 4 này thì cái đáy này 26 trừ đi 4 là bằng 22 này, đúng không ạ? Vậy thì khi mà 22 này mà chúng ta thêm cái nâng của nó là 3,5 cm thì cái nâng này vẫn là nâng trung bình, vẫn có thể mặc được chứ không trễ lắm. Các bạn hình dung nhé. Đấy, cho nó là khoảng 23 cm. Đấy, khi hạ 23 cm tức là 26 trừ đi 3 cm. Đó, và mình kẻ ngang một đường như thế này. Khi mình kẻ ngang như thế này thì mình sẽ lấy luôn xuống phần hạ vừa dưới cái phần
Hạ gối, các bạn có thể đo gối từ trên cái phần lưng mà các bạn đo chiều dài quần ấy, sau đó là các bạn sẽ lấy xuống gối. Nâng cao thì phần gối sẽ là dài hơn, còn nếu may nâng trễ hơn thì ví dụ như mình đã nói rồi, nếu cái đáy này 26 thì chiều dài chắc chắn là đáy dài cao hơn, thì từ trên lưng này xuống gối sẽ dài hơn. Còn nếu cái đáy này mà có 22 thì tức là cái phần đo nó lại được ngắn xuống dưới, nó chặt bớt cái phần phía trên lưng ra đáy dài đi, thì quần nó sẽ được tính cái phần hạ gối bắt đầu từ cái đường bên dưới đó và chạy xuống dưới. Đấy là cách để cho các bạn hạ gối. Vậy thì mình hạ gối từ trên đầu này xuống đây từ 47 cho tới 50 cm tùy theo chiều cao của các bạn. Mình hạ xuống đây là 50 cm này, đúng không ạ? Để cho các bạn dễ nhìn, dễ tính thì mình làm như thế. Bây giờ các bạn sẽ thấy này, vòng mông của 104 chia cho 4 sẽ bằng 26. Vậy các bạn sẽ lấy từ bên cái đầu này, các bạn sẽ lấy từ bên đầu này sang đây cho mình là 26 cm. Đấy, thì khi mà chúng ta mặc quần vào thì cái đùi này nó phải vừa khít cái quần của chúng, cái đùi của chúng ta. Đùi ôm tức là 59 này, khi mặc quần vào là nó ôm chặt cái chân của chúng ta luôn, không có độ không có cái chuyện mà nó rộng thêm một tí nào cả. Vậy thì khi mà nó không rộng được như thế thì các bạn phải tính cho mình được là từ đây này, 1/4 mông các bạn sẽ cộng cho nó khoảng, đây là mình đã nhắm sẵn rồi cho nên mình biết được là cái đùi này chắc chắn chỉ cộng 1,5 cm thì nó vừa. Đấy, và khi mình tính cộng 1,5 cm ra đây, đúng không ạ? Sau đó mình sẽ lấy cái đường này đó và mình chia đôi ra đây. Sau đó mình sẽ lấy chia đôi, các bạn hình dung nhá. Chia đôi cái đường này ra đây, mình sẽ chia ra đây này. Sau đó mình sẽ lấy một đường chính chung đi thẳng xuống đây. Đó, các bạn nhìn cho mình nhá. Đầu tiên là mình cộng với 1,5 cm. Đó, sau đó mình chia đôi đường này ra và mình sẽ lấy cái đường gối dưới này. Gối dưới này là khoảng 40 cm đi, đúng không ạ? Các bạn không đo gối cho mình nhưng mà mình lấy gối từ 38 tới 40 cm với cái đùi như thế này thì chắc chắn là gối sẽ như thế. Thì mình lấy đại một con số, không số là 40 đi, đúng không ạ? Vậy khi 40 thì các bạn sẽ phải trừ cái phần bên này cho mình ít nhất là đi 2 cm nếu các bạn may ôm chặt. Còn may tương đối không ôm lắm thì các bạn sẽ phải tính khác. Vậy bây giờ các bạn nhớ là nếu mà gối 40 ấy thì mình trừ đi khoảng 2 cm để phần thân sau gấp lại 2 cm, tức là quần của các bạn ôm bó chặt. Các bạn hình dung không ạ? Quần ôm bó chặt nhá. Và quần ôm bó chặt ấy nó chỉ áp dụng với quần nó giãn thôi. Còn nếu mà quần không giãn thì các bạn nên cộng cử động cho nó khoảng là 2 cm, tức là nếu 40 thì sẽ tính thành 42 cm. Các bạn hình dung không ạ? Tí nữa thân sau các bạn sẽ ra cho nó là 4. Đúng không? Thì 4 sẽ gấp ngược lại là 2 thì cái này là sẽ được là 22 cm cho cả một vòng ống cử động, tức là cả vòng của nó là được hẳn 4 cm cử động. Và nếu các bạn muốn cho nó ít hơn thì các bạn sẽ lấy cho nó là, thay vì mình lấy ra đây là 1/2 của 40 đây này, đúng không ạ? Là 20 từ đây sang đến đây. Thay vì mình lấy sang đây là 20 thì các bạn có thể lấy là 19 thôi, thì tự khắc cái phần này nó lại bé lại dần, đúng không ạ? Thì cái phần gối này mình không nói nhiều nữa, các bạn muốn cho nó đứng hay không đứng là do bản thân mình. Và bây giờ mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách cắt làm sao ở phía trên đùi này nó được ôm. Vậy thì ví dụ mình lấy 20 dưới này, mình sẽ đánh vào đây. Các bạn lưu ý nhé, mình sẽ đánh nó vào đây, đúng không ạ? Tiếp đến cái phần dưới này này, cái phần dưới này, gối này mình đánh nó lên đây. Tiếp đến mình sẽ lấy phần gối này mình nối lên đây. Đó, thì khi các bạn nối từ dưới này lên đây như thế này này thì mình chỉ nối cho các bạn thế thôi, còn thực ra là nó sẽ được đánh như thế này. Đây nhá, cái đùi của chúng ta ấy, nếu chúng ta, đây là các bạn đo đùi cho mình là 59, tức là các bạn bảo phần to nhất của đùi là 59 thì mình lấy từ trên này xuống đây cho nó khoảng 2 cm thôi này. Đó, thì cái phần to nhất của đùi là 29, mình cho nó tụt xuống đây khoảng 2 cm và mình tính vòng đùi chính là 59 ở đây. Còn bạn nào kỹ hơn có thể đo từ trên này xuống dưới cái vòng đùi này là khoảng 15 cm này.
Đó, sau đó các bạn sẽ kẻ ngang một đường như thế này. Đấy, thì khi các bạn kẻ cái đường này mà muốn tính được vòng đùi chuẩn thì các bạn sẽ phải đo được cho mình là cái vòng đùi trên này là 59 thì cái vòng đùi dưới này là bao nhiêu cm. Đấy, các bạn phải đo được, sau đó các bạn sẽ tính sang cái chiều ngang bên này. Tính đủ cái vòng đùi của nó thì các bạn sẽ cắt cho nó chuẩn hơn, đúng không ạ? Còn như mình không đo cái phần này và mình tính tương đối cho cái phần đùi, mình sẽ đánh cong cái phần đùi này vào như thế này này. Đó, mình sẽ đánh cong cái phần đùi ở trên này vào đây là từ 0,3 cho tới 0,5 cm, tùy theo cái đùi của các bạn. Thì cái phần bên này các bạn cùng đánh cong vào cho mình là 0,3 cho tới 0,5 cm. Các bạn đánh vào đây. Đó, và khi các bạn đánh lên đây thì các bạn lưu ý cho mình là đây là cái đường hạ ngang của cái phần mông này. Chúng ta phải đánh bớt vào đây khoảng 0,3 mm nhá. Và chúng ta đánh cho nó xuôi lên. Đó, và khi chúng ta đánh xuôi lên như thế này này thì chúng ta sẽ đánh bắt đầu từ cái đường này lên đây cho nó khoảng 4 cho tới 5 cm. Chúng ta đánh vuốt nó lên trên này. Đó, để cho khi chúng ta mặc cái thì cái vòng mông của chúng ta ấy, nếu mà mông của ai mà các bạn lưu ý cho mình nhá, nếu bạn nào mà mông cong thì cái phần này ấy, chúng ta cũng đánh cho nó hơi mướt mướt một xíu, để cho đánh làm sao mà các bạn đánh, nếu mà cái đùi của người ta to ấy, các bạn cũng phải đánh làm sao mà nó êm ở cái góc này, để khi chúng ta mặc ấy, nó không bị hơi nhọn nhọn dư dư ở cái phần bên đùi này, các bạn hình dung ạ. Và các bạn nhớ cho mình là khi các bạn tính như thế này rồi thì các bạn sẽ tính cho mình như sau. Tại sao mà mình lại cộng 1,5 mà không phải là cộng 2, cộng 3? Đấy, thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn. Nếu mình cộng với lại bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn vì sao. Vậy thì khi mình cộng với 1,5 này, mình chia đôi ra và mình kẻ cái vòng đùi này cho các bạn nhìn rồi, thì các bạn sẽ đo bắt đầu từ cái điểm này này, đúng không? Sang tới bên đùi bên kia là nó được 26,5. Đấy. Và sau khi được 26,5 thì các bạn sẽ tính cho mình nhắm chừng nhá. Các bạn sẽ phải nhẩm được như thế này. Các bạn kẻ dài cái đường này ra. Đó. Và đối với thân sau các bạn ra cho nó khoảng là 6 cm. Đúng không ạ? Các bạn có thể ra 6 hoặc 7 tùy ý. Thân sau ra càng nhiều thì thân trước lại càng ngắn lại. Đấy, các bạn hình dung được như thế cho mình là tốt. Sau đó các bạn sẽ biết là khi mà các bạn lấy ra thân sau, đúng không? Có phải là cái phần dưới này các bạn cũng lấy đầu gối ra 4 không? Thì các bạn sẽ nối cái đường này vào với nhau. Đây là cách để cho các bạn tính nhé. Đó, và khi các bạn nối hai cái đường này vào với nhau như thế này, đó, thì các bạn sẽ phải đánh cong cái phần này vào khoảng 1 cm như thế này. Đó, và khi các bạn đánh cong vào đây này, đây là mình chưa cắt thân sau nhưng mình hướng dẫn cho các bạn cách nhẩm tính để cho các bạn biết cách tính. Thì các bạn sẽ thấy này, khi các bạn đánh cong vào đây, có phải cái đoạn này từ đây ra đến đây này, đó, nó chính là cái phần đùi ở phía thân sau được gấp cua vào trong. Mà khi nó được gấp vào trong thì có phải là cái phần này nó gấp ngược vào, nó sẽ bị chia đôi ra không? Đấy, từ đây vào đến đây nó còn khoảng 5,6 cm đây này. Đó, và khi nó gấp vào thì các bạn phải chia đôi cái phần này ra cho mình. Đây, chia đôi ra, tức là khi nó gấp ngược vào trong ấy, nó sẽ gấp vào trong đây, và cái phần thành phẩm đùi ấy, nó sẽ là từ đây chạy vào tới bên này. Và các bạn đo cho mình từ bên này này, đúng không? Đo sang tới bên này. Đấy, thì khi các bạn đo từ bên này sang bên này, đấy, mình đo cho các bạn xem là 29,5 cm. Đấy, vậy thì 29,5 cm này mà các bạn sẽ gấp đôi lên này, 29 là bằng 58, đúng không ạ? Phẩy 5 này mà gấp đôi là ra 1 cm. Vậy 58 cộng với 1 là 59 cm, tức là 29,5 này mà nhân với 2 sẽ bằng 59 cm của vòng đùi. Các bạn thấy không ạ? Vậy tức là cái phần này mình cộng 1,5 ra 6 cm, là cái phần đùi này chuẩn không số của 59 cm. Các bạn hình dung không ạ? Đấy, chuẩn không số của 59 cm, tức là cái quần này ôm chặt cái vòng đùi của chúng ta. Và khi cắt ôm như thế này thì cái quần nó phải có độ co giãn một xíu. Đó là cái quần ấy, các bạn kéo nhẹ
các bạn cũng thấy nó hơi có độ co giãn nhẹ, chứ không mượn nó phải có độ co giãn mạnh, nhưng nó phải có độ co giãn một xíu. Thì các bạn cắt với một cái vòng đùi chuẩn như thế này thì các bạn sẽ mặc rất là vừa và đẹp, đúng không ạ? Còn đối với cái quần mà nó không giãn thì làm ơn cắt rộng ra một xíu, thay vì cộng 1,5 sẽ phải cộng với 2 hoặc 2,5 để tăng cái độ cử động lên cho nó, để khi chúng ta mặc quần nó được thoải mái hơn. Đấy là không giãn, các bạn hình dung không ạ? Đấy là cái quần ôm đó. Và bây giờ các bạn sẽ phải hình dung cho mình tiếp một cái. Bây giờ các bạn sẽ được học là tại sao đây mình cộng với 1,5 là các bạn đã thấy làm sao nó chuẩn. Bắt đầu từ cái vòng đùi bên này, khi nó được cộng thân sau vào là nó bằng số đo 59 rồi, là các bạn hiểu rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ được hướng dẫn như sau. Nếu các bạn cộng với bên này là 3 cm, đấy, ví dụ từ bên này sang bên này là 1/4 mông, đúng không? Các bạn cộng với 3 cm, tức là nó được di chuyển sang theo cái đường bên này. Đó, thì khi nó được cộng ra đây, từ đây ra đây là 3, có phải cái vòng đùi của các bạn nó đi xuống theo cái đường này không? Đúng không ạ? Và khi nó được đi xuống đây thì có nghĩa là cái phần đùi của chúng ta nó từ đây này, đúng không? Nó đi ra cái đầu bên này này, nó sẽ được chuyển sang cái đầu bên này. Đó, và khi nó chuyển sang đây thì tức là từ đây sang đến đây của cái đùi cắt ôm vừa giờ là 26,5 này, nó lại vọt sang cái đường bên này. Đó, thì nó lại thành 28 cm. Đấy, các bạn hình dung không ạ? Khi nó được đánh cộng 3, nó đánh xuôi xuống đường này thì cái đùi đằng thân trước sẽ ra 28 cm. Đấy, thì nếu cái đùi đằng trước mà đã ra 28 cm rồi thì cái đường đằng sau này ấy mà ra thêm 5 hoặc 6 nữa thì nó trôi ra tít ngoài này. Đó, nó sẽ trôi ra thay vì cái đường ở đây của thân trước này, đúng không ạ? Đó, thì nó là đường thân sau của nó sẽ là đường này, đúng không ạ? Và bây giờ các bạn tính cho nó cộng 6 ra đây, nó lại đẩy cái thân sau ra ngoài đây, tức là khi gấp lại nó sẽ nằm ở cái đường ngoài này, và cái đùi của chúng ta sẽ tăng không số lên. Và khi từ cái đường chính của đường số 2 này, đường số 2 chính là cái đường cộng 3 của nó đây này, đấy, là đường này này. Đó, và cái đường đây này thì có phải là khi gấp đôi vào, đùi nó sẽ nằm ở cái đoạn ngoài này. Đấy, và khi nó nằm ở cái đoạn trung bình ngoài này, cái phần đùi đây đo vào sẽ được là 31 cm, đúng không ạ? Đấy, vậy khi mà 31 cm mà nhân 2 lên sẽ bằng 62 cm, đúng không ạ? 31 cm mà nhân 2 sẽ bằng 62 cm đây này. Đấy, vậy 62 cm mà cái đùi của chúng ta đo có 59 cm, có phải là nó rộng không? Đấy, đấy là cách thứ nhất để cho các bạn hình dung được. Và cách tiếp theo đó là khi các bạn muốn cộng cái phần này, thay vì 1,5 mà cộng lên thành 2 hoặc 2,5, có nghĩa là phần thân trước nó bị tăng ra, đúng không ạ? Khi thân trước tăng ra, vòng đùi nó đã to sẵn luôn rồi, thì cái phần thân sau thay vì ra 6 chỉ còn ra 3. Đấy, các bạn hình dung không ạ? Thân sau ra 6 thì nó lại ngắn lại. Đấy, cái thân sau nó phải ngắn lại, không được ra 6 nữa mà chỉ ra 3 hoặc 4 thôi. Là tự khắc khi cái phần thân sau ấy nó được ra ngắn hơn thì vòng đùi nó ngắn lại, nó bé lại, thì nó lại chứa vừa cái đùi của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng khi nó mà bị ngắn lại như thế ấy, thì các bạn hình dung là các bạn phải cắt làm sao được cái độ chứa mông của nó phải chuẩn, đúng không ạ? Cái mông đằng cái mông đằng sau nó to như thế, trong khi đằng trước đâu có mông đâu. Đấy, chính vì thế cho nên khi mà Tâm hướng dẫn cắt ấy, thì phần đa là cái thân trước ấy, Tâm vẫn cắt cho nó bé. Đấy, còn phần thân sau bao giờ nó cũng được lớn hơn. Vì khi nó lớn hơn rồi ấy thì nó sẽ chứa cái phần mông ở phía thân sau cho các bạn. Cái mông nó mẩy, thấy không ạ? Trong khi đằng trước đâu có mông đâu, nó phẳng đét như thế. Thì bao nhiêu cái độ cử động ấy, bao nhiêu cái độ chứa mông ấy, mình ẩy hết nó về thân sau và mình dông thân sau ra. Đấy, các bạn hình dung không ạ? Chứ mình không mấy khi cắt nó vào cái phần thân trước. Với không số của 2,5 thì các bạn nhớ chỉ cần thay đổi, thay vì cộng 6 thì cộng 5 của thân sau thôi. Tự khắc cái phần đùi của chúng ta nó sẽ bé lại. Nhưng mà cái phần nhớ là khi chúng ta cắt mà cộng 5 ấy, là cái phần mông của ta ở phía thân sau nó lại cũng khác hơn một xíu, chứ không phải nó cứ đi theo cái phần cộng 1,5 như thế này. Các bạn hình dung nhá. Và bây giờ mình cắt cái phần này ở phía dưới này. Đó, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là
Và bây giờ các bạn nhìn cái phần ở phía trên này cho mình. Đó, và cái phần phía trên này, các bạn lưu ý cái phần phía trên này cho mình như sau. Với cái nưng ấy, và các bạn biết là cái phần nưng này thì các bạn sẽ thấy này, từ cái đầu đường của cộng 1,5 này các bạn sẽ nuôi vào cho mình là 2,5 cm. Từ ngoài đây vào đây là 2,5 cm. Sau đó các bạn sẽ đo từ đây vào đến đây. Đó, nó được khoảng 11,5 cm này, 11,3 cm. Thì các bạn cứ tính là 11,5 đi, từ đây vào đến đây chúng ta sẽ trừ đi cho nó, thì chúng ta sẽ lấy vào là 10,5 cm. Nếu ở đây là, và các bạn đo từ đây này tới đây là 11,5 hay là 11, thì chúng ta cũng đánh cong vào đây cho nó thêm 1 cm. Có nghĩa là dưới này 11 thì trên này 10, dưới này 11,5 thì trên này là 10,5. Và các bạn đánh vào đây. Đấy, các bạn xin lỗi các bạn nhé, cái đường này nó vướng cái bàn, nó không được thẳng lắm. Đó, và các bạn lưu ý cho mình, tiếp đến khi các bạn đánh như thế này thì có phải là từ trên cái đầu này này, các bạn sẽ đánh xuống đây cho mình là 2 cm. Sau đó là các bạn sẽ kẻ nó sang bên này. Đấy, khi các bạn sa vạt cái đầu này xuống là 2 cm, kẻ ra đây, các bạn sẽ lấy cho mình cái phần này là nưng 88 chia cho 4 sẽ bằng 22 này. Đó, các bạn thấy không ạ? Các bạn sẽ lấy từ đây này sang bên này là 1/4 của cái phần nưng. Sau đó các bạn cộng thêm cho nó là 1 cm cử động. Rồi các bạn đánh xéo xuống cái phần bên sườn này cho mình. Đó, đó, khi các bạn đánh xéo cái đường này xuống đây bên sườn thì các bạn đánh xuống cong khoảng 15 cm đây này. Từ trên này xuống đây 15 cm, các bạn đánh cong cho nó thành cái phần sườn. Và các bạn sẽ cắt cái phần này ở bên hông nó đi như thế này này. Các bạn nhớ là khi các bạn đánh cong là phải đánh cho mướt nhá, đánh cho nó mướt cái phần đùi này đi này, để tí chúng ta cắt nên nó cong đẹp. Đó, và cái phần bên này ấy, thì các bạn cắt thì mình lưu ý với các bạn là các bạn cắt thì các bạn phải chừa cái phần baguette chiếc ra đây này. Đấy, để chúng ta các bạn chừa cái phần baguette này ra đây để chúng ta làm cái phần quần, thì chúng ta đánh cong cái phần này. Đấy, thì khi đánh cong thì các bạn lưu ý cho mình như sau nhé. Các bạn đánh cong thì các bạn lưu ý này, từ đây ra đến đây là 2,5. Vậy thì ngược lên trên này, các bạn sẽ lấy lên đây cho mình khoảng 5 cm. Đó, rồi các bạn nối cái đường này với nhau này. Sau đó các bạn sẽ kẻ ra đây. Thì các bạn nhớ chia cái phần đoạn này ra này làm 3 phần. Sau đó các bạn đánh cong một phần phía ngoài thôi. Các bạn mà đánh sâu vào trong ấy thì cái phần đáy này sẽ bị đờ phô đáy, bởi vì nó găng cái phần đáy quá, nó sẽ bị đờ phô đáy. Thì các bạn nhớ mình cắt này. Khi mà trước khi cắt thân sau thì mình muốn nói với các bạn là cái phần ở phần bên dưới này, các bạn lưu ý là từ cái phần đùi xuống đây 15 cm. Các bạn muốn biết nó chuẩn hay không, bắt buộc các bạn phải đo cái phần này. Đấy, thì khi các bạn mới cắt cho nó chuẩn được. Bởi vì sao? Ví dụ như phần trên này xuống dưới này, nó là, ví dụ thành phẩm của nó là bao nhiêu, thì khi các bạn kiểm tra cái thành phẩm giống như thành phẩm ở trên đùi mà mình hướng dẫn đây này, thì các bạn phải đo được 1/2 của cái đoạn này, nó cũng bằng với số đo của các bạn thì nó mới chuẩn cái chân của các bạn. Các bạn hình dung không ạ? Còn nếu mà cái phần dưới này này mà nó bị chật hơn thì các bạn cắt không đúng, hoặc nó bị rộng quá cũng không đúng. Đấy, thì các bạn kiểm tra cái phần này là đo cả phần này thì các bạn cắt quần nó sẽ chuẩn hơn. Các bạn lưu ý ạ. Đấy, và các bạn muốn cho cái phần này nó được rộng ấy, thì nó rộng hay không là do phần gối của chúng ta. Nếu chúng ta cộng gối này cử động nhiều thì chúng ta sẽ có cái phần đùi này rộng hơn. Còn nếu chúng ta cộng cái phần gối này ôm thì bắt buộc chúng ta phải kiểm tra cái phần ở trên đùi này xem nó có đủ đùi không, nếu không nó sẽ bị chật đùi. Các bạn hình dung không ạ? Và cái phần dưới bắp ấy, cái phần từ gối này này mà xuống dưới bắp ấy, các bạn hình dung nhá.
Đối với cái quần mà cắt cho nó ôm thì từ ngang gối này mà xuống tới cái phần bắp chân này là khoảng 10 cm này. Là bao giờ các bạn cũng phải đo cả cái phần bắp này. Nếu cái bắp của nó bao nhiêu mà các bạn cắt quần ống đứng thì tức là nó đi thẳng xuống thì không cần lo đến cái bắp. Nhưng khi các bạn cắt quần ống ôm thì cái phần bắp này các bạn cũng phải đo. Phần đa là cái bắp này nó gần bằng cái gối, nó cách nhau với cái gối khoảng 1 cho tới 2 cm. Vì thế các bạn lưu ý là phải đo cái phần đó, nếu không thì các bạn cắt sẽ bị chật bắp. Nhớ không ạ? Và các bạn cũng nhớ cho mình là cái phần đùi này này. Đây, cái phần đùi này thường mình hướng dẫn cho các bạn là có thể đánh cong vào. Đây các bạn nhìn nhá. Có thể đánh cong vào. Đấy. Đây đúng không ạ? Phần thân trước mình hướng dẫn cho các bạn đánh cong vào 0,3 cm. Vậy nếu cái phần đùi của chúng ta mà chúng ta đo cái phần ngang này, đó, mà nó to, đúng không ạ? Đùi to, mà cái chỗ này khi chúng ta cắt ấy, mà chúng ta cắt để thẳng nó như thế này này, mà nó đủ thì không cần đánh cong. Các bạn hình dung ạ? Hoặc nữa là nếu các bạn để thẳng như thế này mà nó vẫn chẳng đủ nữa, có thể đánh cong ngược ra ngoài. Các bạn hình dung không ạ? Thay vì đánh cong vào phía trong 0,3, các bạn có thể đánh cong phồng ra phía ngoài như thế này. 0,3. Đó, đấy là cách cắt của cái ống quần. Có nghĩa là chúng ta phải đo cái phần này. Đối với quần rộng, ống đứng không sao. Còn liên quan đến quần ống ôm, body, nó ôm chặt chân thì bắt buộc chúng ta phải đo các bạn nhé. Đó, và bây giờ các bạn sẽ vào cái phần thân sau. Thì đối với phần thân trước chúng ta cắt làm sao thì cái phần đùi bên hông này chúng ta cũng vẽ nên làm vậy, đúng không ạ? Vẽ lên tới mông này thì vẽ như nhau. Còn cái phần bên đối diện thì như lúc nãy mình đã nói, thì các bạn sẽ đưa cái phần này ra cho nó là khoảng 6 cm, đúng không? Và phần dưới này các bạn ra là 4. Đấy, và khi các bạn nối vào với nhau ấy thì các bạn sẽ nối vào như thế này. Và khi các bạn đánh thì có phải cái phần này này. Đó, bao giờ nó cũng đi ra cho khoảng 4,5 cm, đúng không ạ? Và tiếp đến cái phần ngang đây này. Đó, từ trên cái phần này xuống đây này. Đây là không cần tính, nhưng mình cũng hướng dẫn để cho những người nào mới sẽ biết được. Là ví dụ từ cái phần này mà lên trên này, phần đa nó bao giờ nó cũng đi khoảng 5 cm hoặc 5,5 cm. Thì các bạn lưu ý cho mình là cái phần đó nó lúc nào nó cũng có cái, có cái không số là đi từ cái khúc này ra đây từ 5 cho tới 5,5 cm. Và các bạn kiểm tra cái vòng đùi, miễn làm sao các bạn thấy nó đủ là được. Vậy cái phần này mà đánh ra đây này, có phải khi nó được đánh ra đây này, đúng không? Từ cái phần ngoài này ra đây là 6 cm. Và các bạn đánh cái phần này rồi chia đôi nó ra, từ đây vào đến trong này, đó, nó các bạn sẽ kiểm tra được là 29,5. Tức là tổng vòng đùi ôm 59 cm. Và khi các bạn muốn cắt cái đùi này không cần ôm thì thay vì cộng 1 năm, có thể là cộng với lại 2 hoặc 3 thì tự khắc cái đùi của chúng ta nó sẽ được rộng ra ngoài. Các bạn hình dung ạ? Đấy. Vì sao mình hướng dẫn cho các bạn cắt cái đùi cộng ít? Cộng ít là quần ôm chặt. Và khi các bạn dùng cái form quần ôm chặt này mà cộng ra thêm để cho đùi nó rộng hơn thì dễ hơn, đúng không ạ? Còn nếu mà các bạn mang quần rộng mà bóp cho nó bé lại thì các bạn sẽ không hiểu bằng là các bạn lấy luôn cái rập nhỏ này. Thay vì cộng 1,5, các bạn có thể cộng với 2 hoặc cộng 2,5. Vòng đùi của chúng ta tự khắc sẽ rộng ra ngoài. Đấy. Và khi chúng ta lấy ấy, thì chúng ta sẽ tính như sau. Với cái phần thân sau ấy thì các bạn lưu ý cho mình này. Từ cái phần ngang của thân trước, đây mình kẻ nhá. Từ phần ngang thân trước này mình hay đánh xuống 2 này. Và từ đây lên đến đây là 2 rồi, thì từ đây lên đến đây khoảng 2 cho tới 2,5 cm, đúng không ạ? Các bạn sẽ lấy điểm chuẩn và các bạn kẻ xéo sang bên này cho mình. Đấy, kẻ bắt đầu từ cái đường thân trước này này, cái đường lưng của thân trước đây nhá. Đây là lưng của thân trước này. Chúng ta sẽ kẻ lên đây với cái đường gióng thẳng này lên đây khoảng 4,5 cm, bắt đầu từ cái đường này lên đây, đúng không ạ? Và khi các bạn có cái đường này rồi thì bây giờ các bạn sẽ lấy ra cho mình này, các bạn sẽ kéo thẳng cái đường này. Đây chính là đường mông này, ngang mông này, đúng không ạ? Đó, và đường ngang mông này các bạn sẽ lấy sang đây cho mình là 1/4 mông này. Đấy, thấy không ạ? Và 1/4 mông này các bạn sẽ lấy sang cho mình là cộng 1. Khi 1/4 mông cộng 1, các bạn sẽ đo cho mình
1/4 mông cộng 1 thì các bạn đo cho mình. Cái phần này này, nó chính là cái phần mà mình chừa dư để cho đánh thân sau thôi nhá. Các bạn nhớ là mình đặt cái phần thân trước lên đây này. Đấy, thì cái phần thân trước là cái phần đây. Thì các bạn lưu ý cho mình, với phần thân trước thì mình cũng đánh cái phần mực ra đây. Đó, cái phần thân trước là mực đen này, các bạn hình dung không ạ? Thì mình muốn cho các bạn nhìn là khi các bạn tính cái phần mông này, bắt đầu từ cái điểm này này, cái điểm này là của thân trước nhé, đúng không? Chúng ta sẽ lấy bắt đầu từ phần mông này, 1/4 mông cộng 1 ra đây. Sau đó các bạn sẽ đo bắt đầu từ đường này này. Đó, ra tới ngoài mà các bạn chừa cái đường thẳng. Ngoài đây các bạn có hình dung đây là một đường thẳng của phần biên vải không? Ngoài này chính là phần thẳng của biên vải. Vậy thì từ ngoài này, đó, cộng xong các bạn sẽ đưa nó ra phía ngoài và đo này, đo từ đây ra đến ngoài đầu này là bao nhiêu cm, thì các bạn cũng lấy trên này đúng bấy nhiêu cm. Từ đây ra đến hết đầu giấy là mình đo 3,31,5 này, đúng không ạ? Thì mình cũng lấy lên cái đầu giấy trên này sang bên đây là 31,5. Đó, thì có phải là 31,5 là vuông góc nó sẽ ở đây không? Đó, từ dưới cái phần dưới mông, từ dưới này sang đây, chúng ta sẽ gióng thẳng vuông góc lên trên này. Và các bạn sẽ đi cho mình này, bắt đầu từ cái đường vuông góc này, các bạn sẽ lấy sang đây cho mình từ 3 cho tới 4 cm. Đó, và các bạn sẽ tính sang đây 3 tới 4 cm, sau đó các bạn sẽ nối cái đường này vào đây. Đấy, thì khi các bạn nối như thế này này, các bạn sẽ tính cái phần nâng giật từ bên này sang đây. Tức là các bạn tính này, từ bên này sang tới bên ngược bên này là 1/4. 1/4 sẽ 1/4 này là 22 này, đúng không ạ? Từ đây sang đến đây là 1/4. 1/4 sẽ cộng với lại 1 cm cử động này, sau đó cộng với khoảng 1,5 cho tới 2 cm ly. Thì mình sẽ cộng với 2 cm ly ở đây. Đấy, và cộng với 2 cm ly tức là cái phần nâng của chúng ta ở đây. Vậy bây giờ các bạn sẽ đánh cái phần đáy trước này. Đấy, cái phần đáy bên này các bạn sẽ đánh cho mình này. Từ cái phần này các bạn sẽ đo ngược ra đây cho mình nó khoảng 7 cm này, đúng không ạ? Các bạn sẽ lấy lên đây cho mình khoảng 8 cm này. Sau đó các bạn sẽ nối sang đây. Đấy, và khi nối thì các bạn nhớ là phần thân sau này chúng ta sẽ xuống cho nó khoảng là 1 cm. Xuống so với phần thân trước là 1 cm, các bạn hình dung nhá. Phần thân trước ở trên này, các bạn lấy xuống đây 1 cm. Sau đó các bạn sẽ kẻ sang đây. Đó, và khi kẻ rồi thì chúng ta sẽ kẻ cái đường này ra bên này. Đó, và chúng ta sẽ chia cái phần đường xéo này ra thành hai phần bằng nhau này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đánh cong cái phần đáy này. Đó, chúng ta phải kiểm tra vòng mông. Bởi vì sao? Với một không số cắt với mông to mà đằng trước cộng ít thì chúng ta lại phải kiểm tra vòng mông, đúng không ạ? Nếu các bạn cộng nhiều ấy thì thân sau ra ít hơn cái phần mông này, thì cái phần thân trước này chúng ta cũng kiểm tra. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái phần này, từ dưới phần thân trước lên đây khoảng 6 cm. Các bạn sẽ ngáng qua một đường và các bạn kiểm tra này. Phần thân trước mới có là 25 cm, đúng không? Mà trong khi cái phần 1/4 mông của chúng ta là 26 cm, tức là thân trước còn đang thiếu 1 cm của mông. Đấy, thì phần thân sau ở đây này, đó, thân sau được đánh cong mông từ đây này, là cái phần mông này nó đã đủ phần mông chính của nó rồi, đúng không ạ? Vậy thì chỉ còn làm sao mà bù ra 1 cm của thân trước nữa, thì các bạn sẽ phải bù sang phía phần bên sườn này. Đấy, thì các bạn sẽ đánh này, bắt đầu từ cái phần đùi này, đúng không? Là nên đây là nó đủ cái phần mông, phần đùi của chúng ta rồi. Thì cái phần mông bên này này, chúng ta sẽ đánh cái phần đùi này lên đây. Đấy, từ phần đùi nhá, từ phần đùi này chúng ta sẽ đánh cong cái phần vòng mông lên đây. Các bạn hình dung không ạ? Đây này, ngang phần mông này. Đấy,
Đánh vào đây cho nó thêm 1 cm để trả vào cái thân trước đang thiếu 1 cm cái phần mông đây này. Đánh ra đây, sau đó các bạn sẽ đánh ngược lên trên cái phần này. Đó, thì có phải là từ trên cái đường này nưng của chúng ta đã lấy sẵn rồi. Chúng ta sẽ nối cái đường này lên đây. Đó, thì cái phần này được cộng thêm 1 cm như thế này này. Với cái phần bên này là coi như phần vòng mông của chúng ta đủ hoàn toàn 26 của 1/4 mông này. Các bạn hình dung không ạ? Đấy, thì đấy là cách để cho các bạn cắt cái phần nưng chuẩn. Đấy, và nhớ cho mình là nếu các bạn cắt cái phần nưng trên này mà nó là nưng rời, thì tức là cái phần này này, mình hay cộng thêm 1 cm cử động. 1 cm cử động này không phải là do nó cử động mạnh hay như thế nào mà mình cộng như thế, là vì cái vòng nưng nó được đánh là nưng cong. Nưng cong thì các bạn hình dung là phía trên bao giờ cũng bé hơn phía dưới, và phía dưới bắt buộc phải to hơn, đúng không? Thì nó sẽ cộng như thế, thì khi vô nưng vào nó sẽ vừa và đẹp cho các bạn hơn. Đấy, thì khi các bạn cắt như thế thì có phải là từ cái phần này sang đến phần này, các bạn sẽ chia đôi ra và lấy phần ni vào đây. Đó, các bạn sẽ chia đôi phần này ra này, và các bạn lấy cái phần ni ở giữa này. Cái phần ni các bạn lấy 1 thì các bạn sẽ cộng với một, các bạn cộng phần ni 1,5 hay 2 thì các bạn đánh phần ni này vào đây. Và đối với phần nưng của nữ ấy thì bao giờ cái phần ni này này cũng được dài. Nó dài tức là nó dài khoảng 9 cho tới 10 cm. Còn cái phần của nam ấy thì bao giờ nó cũng ngắn lại khoảng 6 cho tới 7 cm thôi. Thì các bạn lưu ý cái cách hạ ni của cái phần quần nhá. Đó, và khi các bạn có một cái quần như thế này. Đấy, thì đây chính là quần của các bạn mà các bạn thấy là cái phần nưng ấy nó được tính chính xác, và cái phần dưới mông này cũng chính xác. Đấy, và chỉ cần lưu ý cho mình cứ tính đúng cái phần đùi trước, sau đó rồi tính đến phần vòng mông, đúng không ạ? Mông to hay mông nhỏ chúng ta phải đứng ngắm trước đi, rồi chúng ta mới cắt. Tiếp đến, các bạn chỉ cần nhớ cho mình được là từ cái phần này này đi vô đây là 3 hay 4, còn tùy thuộc vào cái bụng của chúng ta, đúng không ạ? Nếu cái bụng của chúng ta mà to thì thay vì cái phần đầu tiên ở trên cái đầu đây này mà chúng ta hay đánh từ cái phần trước này vào đây, đánh cong vào 1 cm, đúng không? Thì nếu bụng to không cần đánh cong vào, các bạn hình dung nhé. Và có, nếu mà bụng to thì không cần đánh cong vào mà chúng ta lại đánh thẳng nó lên đây. Đấy là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai là nếu mà cái bụng người ta to nữa thì sẽ có cách cắt khác, đúng không ạ? Sẽ phải tính cho nó to ra và tính theo kiểu khác. Và tiếp đến cái phần đây nữa này, và tiếp cái phần thân sau này, các bạn lưu ý là khi mà mình cắt ấy, thì nếu mà bụng của mình to, lưu ý nhá, bụng to thì thay vì cái phần này bắt đầu từ cái đường vuông góc lên đánh vào đây là 3 hoặc 4 thì chúng ta vào cái phần này cho nó khoảng 2 thôi. Chúng ta đánh theo cái đường phía này. Đó, thì có nghĩa là 1/4 mông cộng 1 ở đây, có thể nối lên cái đường này, đường trên này này. Thay vì vào đây là 3, 4 thì có thể vào từ đây là 2 thôi. Và chúng ta lại nối cái đường này lên trên này. Đó, các bạn hình dung cho mình nhá. Nếu mà bụng các bạn to hơn, đây là bụng 88 này. Nếu cái bụng của các bạn nó to lên khoảng là 92 cm hoặc 90 cm thì tức là cả vòng nó lại to lên, thì thay vì từ đường này vuông góc thì các bạn đánh vào đây là 3, 4 thì các bạn lại đánh vào đây là 2 thôi, thì tự khắc bụng của chúng ta nó lại rộng thêm cho chúng ta. Các bạn hình dung không ạ?